Sách trời ghi rõ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, Nam Mạng, được thần Phật chia chở các tinh cao chiếu, đổi vận giàu sang, tiền tài như ý, giàu có bất ngờ, tiền vàng nhét chật két trong năm Giáp Thìn 2024 nếu như nắm bắt được ba cơ hội vàng này. Hoan hỷ gửi lời chào thân thương nhất đến quý khán thính giả đang theo dõi chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Quý tín chủ tuổi Nhâm Tý thân mến, trong cuộc sống này thì ai ai cũng mong muốn mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn và thành công. Có nhiều người tuy không được sinh ra trong gia đình giàu có, đủ đầy, nhưng nhờ trời ban cho nhiều phước lành cho nên đã vượt qua được mọi khó khăn, gian khổ và tạo cho mình nhiều cơ hội để đổi đời. Và thành công bao giờ cũng thế, luôn phải đánh đổi bằng sự cố gắng, nỗ lực không ngừng. Nếu như biết giữ vững tâm thế kiên cường trước mọi sóng gió thì tương lai ắt sẽ gặt hái được thành công và trở nên giàu có. Mới đây nhất, khi xem luận giải tử vi của 12 con giáp, các bậc thầy tử vi đã bất ngờ tiết lộ rằng người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, Nam Mạng, đã phải đối mặt với không ít những khó khăn, sóng gió, thậm chí là mất mát, thất thoát rất nhiều. Thế nhưng, những người này luôn tin rằng mình chỉ cần vững tâm, vững trí, không đầu hàng nghịch cảnh thì mọi thứ đều sẽ vượt qua. Và đặc biệt, bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý tín chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, Nam Mạng, biết đón nhận ba cơ hội vàng hiếm có này thì chắc chắn tài vận, sự nghiệp có sự thay đổi bất ngờ, tiền bạc cứ thế ào ào đổ về như thác lũ, trúng số liên tiếp, giàu có ai sánh bằng, khiến cho quý bạn hạnh phúc, sung sướng vô cùng. Vậy trong năm Giáp Thìn 2024 tới đây, những vận may mà bạn mệnh được đón nhận là gì? Làm thế nào để tránh hung, gặp cát, đốn lành, lánh dữ? Thì xin mời quý tín chủ cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây nhé! Trời thương Phật độ, cát tinh cao chiếu, tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, Nam Mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024. Nếu như nắm bắt được ba cơ hội vàng này, giàu sang phú quý hơn người, tiền vàng bạc tỷ cầm tay, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Đầu tiên, đặc trưng tính cách người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, Nam Mệnh. Nhâm Tý hay còn được gọi là Sơn Thượng Chi Thử, tức là chuột trên núi. Năm sinh dương lịch từ 15 tháng 2 năm 1972 đến mùng 2 tháng 2 năm 1973. Năm sinh âm lịch Nhâm Tý, thiên can nhâm, tương hợp, đinh, tương hình, bính, mậu, địa chi, tý, tam hợp, thân tý thìn, tứ hành xung, tý ngọ mão dậu. Mạng tăng đố mộc, gỗ cây dâu, khắc ốc thượng thổ, con nhà thanh đế, quan lộc, tân khổ, xương con chuột, tướng tinh con heo, được ông tử vi độ mạng. Xem tử vi của người tuổi Nhâm Tý, Nam Mạng, trong tứ trụ có cục diện sửu thổ khắc chế tý thủy sinh trì âm mộc. Do đó, con giáp này cả đời vui vẻ sung túc nhờ phúc phần tổ tiên để lại, tài sản kế thừa cũng dồi dào. Nếu kết duyên với người phù hợp chung lưng đấu cật, vượt mọi khó khăn thì chắc chắn sự nghiệp sẽ rất thành công, hôn nhân hạnh phúc, mọi phương diện đều phát triển vô cùng tốt đẹp. Nam Mạng tuổi Nhâm Tý là thiên quý tinh, vốn tính thông minh lanh lợi, suy nghĩ lạc quan, giao thiệp rộng được nhiều người yêu mến. Con giáp này hành xử có tâm đức, ý chí kiên cường, có tham vọng về tài chính và gặt hái thành tựu nhất định trong cuộc đời. Hơn thế, người Nam Mạng tuổi Nhâm Tý giỏi toan tính, phản ứng nhanh nhạy, biến hóa đa tài, đa nghệ, biết tích lũy tiền bạc suốt đời không lo thiếu thốn. Trong công việc, tuổi Nhâm Tý Nam Mạng khá cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc. Nếu trở thành người lãnh đạo, họ sẽ giám sát nhân viên của mình rất kỹ càng, không một hành động sai trái nào có thể lọt được qua tầm mắt của người này. Họ tuyệt đối không thích ưa nịnh và không bao giờ hợp tác với những người lười biếng há miệng chờ sung, họ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Trong mắt mọi người, tuổi Nhâm Tý rất cẩn thận và chặt chẽ, chẳng ai có thể lấy đi bất kỳ thứ gì của họ. Tuổi Nhâm Tý rất kín đáo, nếu là những chuyện bí mật, họ sẽ không chia sẻ ra bên ngoài. Những người này sống giàu tình cảm, họ yêu thương, quan tâm, chăm lo hết mực cho gia đình của mình. Dù rất bận với công việc nhưng họ luôn biết cách sắp xếp thời gian để bên cạnh gia đình, tận hưởng không khí ấm áp, hạnh phúc. Cuộc sống của Nam Mệnh tuổi Nhâm Tý trôi qua khá êm đềm, mặc dù có lúc khó khăn trắc trở, nhưng cũng chỉ là trong giai đoạn nhất thời.
Vì Nhâm Tý có cái tâm lương thiện nên họ làm gì cũng được quý nhân tìm đến, tạo điều kiện để họ có được cuộc sống viên mãn. Tới trung vận, vận khí nam mạng tuổi Nhâm Tý hanh thông hơn, mưa thuận gió hòa, làm gì cũng dễ thành công, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, hậu vận vạn sự thành đạt, hưởng vinh hoa phú quý. Xem tử vi thấy rằng, đàn ông tuổi Nhâm Tý thông minh, tài giỏi, hiểu biết cuộc sống, tuy có nhiều lo nghĩ, nhưng nhóm tóm lại khá đầy đủ, hạnh phúc và an nhàn. Nam Nhâm Tý sống thân thiện và chan hòa, lại hiểu biết nên được rất nhiều người kính trọng. Cả cuộc đời Nam Nhâm Tý phải trải qua nhiều thăng trầm, lúc lên, lúc xuống, hay phải lo lắng suy nghĩ về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, khi về già họ lại rất có vận may về con cái, sau hôn nhân cuộc sống vật chất và tinh thần được cải thiện lên rất nhiều. Tiểu kết, nam tuổi Nhâm Tý trong cuộc sống có nhiều điều suy nghĩ, tâm trí vất vả sau kết hôn, vận may mạnh mẽ, con cháu thành đạt. Xét tổng quan tử vi nam mạng, tuổi Nhâm Tý trong năm 2024. Thứ nhất, xem tử vi 2024 của nam mạng tuổi Nhâm Tý theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Nhâm gặp Giáp bình thường báo hiệu một năm ít sóng gió to lớn, ngày càng đi vào giai đoạn thịnh vượng, công việc có thể mở mang thêm các nguồn thu nhập không ngừng gia tăng, xuất tiền làm ăn thuận lợi. Xét về địa chi, Tý gặp Thìn, lâm cục diện tam hợp, đây là cục diện lý tưởng cho những ai đã và đang nỗ lực hết mình để tìm kiếm cơ hội làm ăn lớn trong năm, dấu hiệu thăng quan tăng chức cũng rất rõ ràng, tiền bạc ngày một sinh sôi nảy nở. Đặc biệt, bản mệnh có vận quý nhân vượng, mưu sự lớn nhỏ đều có người giúp sức nên dễ thành công như mong đợi, cuộc sống gặp nhiều may mắn, tiền bạc dư dôi, có của ăn của để. Xét về ngũ hành, bản mệnh hành mộc, gặp năm hỏa là quan hệ tương sinh, người làm ăn kinh doanh cũng có cơ hội thu về một khoản bội tiền. Có điều, cần chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn kẻo ngã bệnh lúc nào không hay, trong năm đề phòng các bệnh về phổi nói riêng, đường hô hấp nói chung. Tiểu kết năm 2024 có thể nói là một năm vô cùng may mắn đối với bản mệnh, bạn không phải gặp những biến cố gì trong cuộc sống, hơn nữa sự nghiệp cũng như công việc làm ăn tiến triển thuận lợi. Mưu sự lớn nhỏ đều dễ gặt hái thành công, có thể nói đây là thời điểm thu hoạch sau khoảng thời gian dài cố gắng từ những năm tháng trước đó. Ngoài ra, về phương diện tình cảm, gia đạo, năm này bản thân nhận được tin vui về việc thêm người thêm của. Thứ hai, xem tử vi Nhâm Tý sinh năm 1972, nam mạng, theo sao hạn. Theo sao chiếu mệnh năm 2024, nam mệnh Nhâm Tý gặp sao Thái Âm. Sao Thái Âm là cát tinh trong cửu diệu của niên hạn, chủ về danh lợi lưỡng toàn, sao này tốt cho cả nam mệnh và nữ mệnh. Trong năm sao Thái Âm chiếu mạng, mệnh chủ cầu danh lợi đều như ý, cuộc sống tốt đẹp, vui vẻ, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ. Nhiều cơ hội bội thu tài lộc, được người giúp đỡ những việc như mua bán bất động sản, tu sửa, sửa chữa, xây dựng nhà cửa đều cát lợi. Sao Thái Âm là một sao tốt về cả tài lộc, sự nghiệp, tình duyên và sức khỏe. Người được sao Thái Âm chiếu mạng, cuộc đời tốt đẹp, có phúc phần. Khi gặp sao Thái Âm trong năm đương số thường gặp nhiều may mắn, thuận lợi, tài sản thu được rất phong thịnh, nhất là vào tháng 9. Sang tháng 11 thì kém may mắn, vì khi ấy là thời điểm trọng đông, thời tiết lạnh lẽo, u ám. Mà sao Thái Âm thuộc hành thủy, khi thủy khí cực vượng, tâm lý con người thường có sự biến đổi, nhiều người nội tâm trầm cảm, suy nghĩ nhiều u buồn, lo lắng. Với bản chất là một sao chỉ tài phú, người xưa nhắc nhở khi có tiền vẫn phải tiết kiệm và biết cách giữ gìn, trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thái Âm như sau. Thái Âm chiếu mệnh năm nay, khỏi bị đau mắt chặt tay trẹo giò, đàn ông ít nặng nhẹ lo. Đàn bà khẩu thật đôi co quấy dày, thân nhân lân cận chẳng hòa, nói hành nói lén vậy mà sau lưng. Ốm đau qua khỏi thì mừng, hao tài tổn sức ta đừng có than, bản mệnh chẳng vững không an, phùng người thán phục vu oan cho mình, đất bằng sóng dậy thình lình, câu trận chiếu mệnh không nên chống lại. Sao Thái Âm thuộc hành thủy, là tinh túy của đất nước, nên chiều theo ngũ hành có quan hệ tương sinh với kim, bình hòa với thủy, tương khắc với thổ, sinh xuất với mộc. Do đó, sao Thái Âm kỵ các màu thuộc hành thổ là vàng, nâu và màu thuộc hành mộc là xanh lá. Sao Thái Âm hợp với các màu thuộc hành kim là trắng, vàng, ánh kim và màu thuộc hành thủy là xanh da trời, đen. Nếu là nam giới thì khi gặp sao này chiếu mệnh thì tiền tài, công danh lẫn sự nghiệp rất phát triển, họ sẽ có nhiều cơ hội làm giàu trong kinh doanh cũng như có được sự giúp đỡ từ quý nhân. Nữ giới khi gặp sao Thái Âm thì sẽ có một năm tràn ngập niềm vui, tiền tài, danh vọng và hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, người xưa nhắc nhở mệnh chủ gặp sao này vẫn nên chú ý cẩn trọng. Đặc biệt, người đang có bệnh tật lại càng không nên chủ quan.
Tiền tài dư giả, nhưng cũng không nên tiêu xài lãng phí lên mặt với người. Vào tháng Kỷ dễ suy nghĩ nhiều, tâm lý biến đổi thế nhưng cũng đừng vì thế mà buồn lo trầm cảm. Cuộc đời con người đều phải trải qua đủ tuần hoàn của cửu diệu, thời vận thăng trầm. Vì thế muốn phúc trạch kéo dài mệnh chủ nên hành thiện tích đức, chú ý ngôn hành thì sẽ luôn may mắn bình an. Thứ ba, xem tử vi nam mạng tuổi Nhâm Tý theo niên hạn. Năm 2024 tuổi Nhâm Tý nam mạng gặp hạn Diêm Vương, theo cửu diệu niên hạn thì Diêm Vương là hạn vừa tốt vừa là hạn xấu, hạn này chủ về sức khỏe, nhất là nữ mạng. Nam mạng thì đỡ hơn, tốt với những người có sức khỏe bình thường, xấu với những người hay ốm đau bệnh tật, phụ nữ mang thai. Theo dân gian có câu thơ sau: Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rồi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Qua câu thơ lục bát này cho thấy, hạn Diêm Vương là một hạn vừa xấu, vừa tốt, tốt với trường hợp gia chủ có sức khỏe ổn định bình thường, xấu trong trường hợp gia chủ sức khỏe không ổn, đau ốm triền miên, bệnh tật điều trị không khỏi, chẳng may gặp phải hạn này, dễ nguy hiểm đến tính mạng chết chóc. Mặt khác, nhiều người vẫn nghĩ Diêm Vương đại diện cho vị cai quản cõi âm, người chết nhắc đến niên hạn này luôn khiến mọi người lo lắng và bất an. Trong năm gặp phải hạn này, gia chủ cẩn thận và chú ý hơn trong mọi việc, nhất là sức khỏe. Những hạn thường gặp khi gặp phải hạn Diêm Vương. Với những người ốm đau, bệnh tật, bệnh càng nặng thêm dù đã điều trị tốn tiền tốn của nhưng vẫn không khỏi, gặp phải hạn này sức khỏe của người bệnh càng lao dốc, chết chóc kè cạnh. Với người khỏe mạnh bình thường thì hạn này chẳng ảnh hưởng gì, đôi khi còn mang lại nhiều điều tốt lành trong cuộc sống. Thậm chí công việc ăn nên làm ra, tiền của vật chất đong đầy, cuộc sống trong năm trở nên sung túc ấm no hạnh phúc. Cách hóa giải hạn Diêm Vương. Nhìn chung hạn Diêm Vương là hạn xấu với trường hợp người bệnh đau ốm và phụ nữ mang thai. Để hóa giải niên hạn xấu, hai đối tượng này cần quan tâm và chăm sóc đến sức khỏe bản thân nhiều hơn. Với người đau ốm bệnh tật, khi gặp hạn Diêm Vương gia chủ nên chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian, điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may dẫn đến cái chết. Sau đó, cần lập chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để tăng cường sức đề kháng chống bệnh tật. Người bệnh cần nâng cao ý thức rèn luyện thân thể bằng những bài tập thể dục riêng. Những người sức khỏe bình thường gặp phải hạn này thì cần nâng cao tinh thần bảo vệ sức khỏe, tránh sử dụng quá nhiều chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá hoặc các chất kích thích như ma túy. Bên cạnh đó, hãy trau dồi nhân phẩm và kiến thức nhằm phát triển đường công danh, sự nghiệp của bản thân, làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu cho đi mà không cần nhận lại. Thứ 4. Vận niên năm 2024 của tuổi Nhâm Tý, nam mạng, năm 2024. Tuổi Nhâm Tý gặp vận niên Hầu Thực Quả. Hầu Thực Quả là hình tượng khỉ được thỏa sức tự do ăn hoa quả. Năm nay bản mệnh sẽ gặp được nhiều may mắn. Có những công việc bị ách tắc từ thời gian trước thì đến nay lại gặp được cơ hội giải quyết dứt điểm. Đây là vận niên tốt, mang ý nghĩa khỉ được nhiều trái cây ăn no đủ. Năm nay làm việc gì dù to, dù nhỏ đều có lợi. Buôn bán thì đông khách, làm ruộng thì được mùa, vận khí cát lành son đỏ, đường công danh như rồng gặp mây. Bản mệnh cứ thẳng bước tiến về phía trước, mặc cho có người ghen tị gây khó dễ, kinh doanh buôn bán thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, trong năm gặp vận niên này, đường tình duyên của bản mệnh không được tốt đẹp cho lắm, hay bị nghi kỵ, ghen bóng, ghen gió, bởi vậy năm nay bản mệnh nên giữ mình cẩn thận và thủy chung. Thứ 5. Xem vận hạn năm 2024 tuổi Nhâm Tý nam mạng theo tuổi âm. Tam tai năm 2024. Tuổi Nhâm Tý bước vào năm cuối hạn tam tai, đây là năm của sự hồi phục, công việc nếu có mở mang thêm cũng sẽ đạt được kết quả tốt, tiền bạc không ngừng gia tăng, đẩy mạnh làm ăn càng có cơ hội hái ra tiền. Kim lâu năm 2024. Theo tuổi âm, nam mệnh Nhâm Tý phạm kim lâu, xúc ám trì chăn nuôi hay công việc có thể gặp bất lợi. Theo đó, không nên tiến hành mở rộng công việc làm ăn cho vất vả, cứ việc cũ mà làm cũng đã no đủ. Hoang ốc năm 2024. Tuổi Nhâm Tý không phạm hoang ốc nếu tiến hành làm nhà trong năm Nhâm Tý. Đánh giá chung về tử vi năm 2024, tuổi Nhâm Tý, nam mạng. Sang năm 2024 đương số đón nhiều may mắn và có cả những kỳ vọng mang tính bùng nổ. Nhờ tác động tích cực của cục diện tam hợp mà mọi phương diện cuộc sống đều có những bước tiến đáng kể. Dựa trên mối tương quan giữa can chi ngũ hành của bản mệnh và lưu liên giáp thìn, đồng thời sẽ tác động nặng nhẹ của hệ thống sao chiếu mạng mà Minh Đường Tử Vi đưa ra. Sau đây là những dự báo hung cát trong vận trình xuyên suốt năm 2024, tuổi Nhâm Tý nam mệnh trên các phương diện khác nhau, cụ thể như sau.
về mặt sự nghiệp. Tử vi năm 2024 dự báo sự nghiệp của Nhâm Tý đạt những bước tiến nhanh chóng trong năm 2024 này. Một phần là nhờ sự ảnh hưởng tích cực của cục diện tam hợp, nhưng phần lớn là do sự quyết tâm và chăm chỉ của bạn tạo thành. Năm nay bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi và tốt đẹp, con giáp này đối xử với mọi người một cách chân thành và cởi mở. Nhờ vậy mà đi đến đâu bạn cũng nhận được sự yêu mến của mọi người, thậm chí những khó khăn thử thách xuất hiện cũng chẳng còn quá đáng sợ như trước. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh học thêm những lĩnh vực mới hoặc thử sức bản thân ở những nội dung mới trong công việc. Có thể quá trình khởi đầu, bạn sẽ gặp phải một vài khúc mắc, song chỉ cần bình tĩnh đối diện, bạn sẽ làm quen được và bắt vào guồng quay công việc vô cùng nhanh chóng. Với người làm lãnh đạo, bạn tin tưởng vào những quan điểm và định hướng của bản thân nên dẫn dắt tập thể làm theo ý của mình. Sự quyết đoán của bản mệnh giúp tập thể có những bước phát triển thuận lợi, thậm chí là những người dẫn đầu trong một xu hướng nào đó. Tất nhiên, trong năm không chỉ toàn những điều thuận lợi, ngũ quỷ và kiếp tài ẩn tàng là dấu hiệu cho thấy quanh bạn có những kẻ hẹp hòi đố kỵ với những thành công mà bạn hái được, từ đó kiếm cớ gây chuyện làm hạ thấp uy tín của bạn. Điều con giáp này cần làm là bình tĩnh, ứng phó trở nên để cảm xúc tiêu cực, kiểm soát hành động của mình. Về mặt tài lộc, người tuổi Nhâm Tý nam mạng có thể chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui trong vận trình tài lộc ở năm 2024 này. Do có cục diện tam hợp giúp sức, bạn sẽ tìm được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình, từ đó thu được những kết quả xứng đáng. Với người làm công ăn lương, những thành tích liên tiếp trong sự nghiệp giúp bạn luôn nhận được những khoản thưởng hậu hĩnh. Thậm chí có những người còn được đề xuất thăng chức, tăng lương, giúp nguồn tiền ngày càng trở nên vững vàng hơn. Với người làm ăn, kinh doanh, giữ được chữ tín của mình nên được nhiều khách hàng tin tưởng và quay lại hợp tác mua hàng. Một vài người quyết đoán có thể trở thành người lãnh đạo, người dẫn đầu trào lưu, khiến đồng tiền đổ về túi nhanh chóng hơn hẳn mọi người. Có điều, con giáp này cũng chớ vội vàng mở rộng quy mô hoặc ôm đồm quá nhiều hàng hóa một lúc, làm gì cũng phải dựa vào tình hình thực tế, dựa vào nhu cầu của thị trường để phân bổ nguồn lực. Nếu nhắm mắt nằm mơ rồi dậy đúng vào thời điểm vận khí xấu mà hao hụt tiền bạc, nên thận trọng anh chị nhé, vừa làm vừa thăm dò thị trường chậm nhưng chắc còn hơn nhanh mà thiệt hại. Với những ai có ý định khởi nghiệp trong năm này, chỉ nên thử sức với quy mô nhỏ với số vốn ít trước, vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm. Năm có thái âm chiếu mệnh nên tuổi Nhâm Tý nam mệnh cũng nên tìm người hợp tác là nữ sẽ tốt hơn. Được hỗ trợ mạnh về tiềm lực kinh tế và một phần cát khí, đặc biệt tử vi năm 2024 tuổi Nhâm Tý nam mạng có thêm tản phù cát tinh và tam hợp che chở, giúp phát huy và duy trì sức mạnh tuyệt đối của bản thân, đem tới nhiều việc tốt. Nhưng bản thân con giáp này vẫn phải nỗ lực giành lấy thì mới thành công, mọi việc bạn cần đi trước đón đầu. Không nên kéo dài để mọi thứ sang ngày mai, nếu không bạn sẽ rơi vào thấy cảnh cạnh tranh bất lợi. Đồng thời khi có thu hoạch tốt thì nên biết cách chia sẻ với mọi người, nếu không sẽ bị anh em, bạn bè chơi xấu mà gặp tổn thất về tiền bạc. Một lưu ý nữa là trong năm 2024 này, dù làm ăn thuận lợi thế nào, bản mệnh cũng cần phải luôn chú ý đến tác động xấu của hung tinh ngũ quỷ. Có thể kẻ xấu đang ngấm ngầm tìm cách hãm hại bạn, nhân lúc bạn sơ suất thiếu tập trung. Vì vậy, khi ký kết hợp đồng giấy tờ, bạn cần kiểm tra kỹ các thông tin để tránh rắc rối về sau. Ngoài ra, con giáp này cũng cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, chớ lao động quá sức hoặc vi phạm luật giao thông kẻo dễ gây tổn hại cho cơ thể, vừa tốn thêm tiền thuốc men chạy chữa đấy. Về phương diện tình cảm, gia đạo, được ngũ hành tương sinh tác động, bạn và người ấy ngày một thấu hiểu cho nhau, những mâu thuẫn nhỏ nhặt không làm hại người buồn bực, mà lại chính là cơ hội để đôi bên bao dung và quý trọng nhau hơn. Có người ấy ở bên cạnh bầu bạn và sẻ chia, bạn cũng có thêm động lực để đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Trong năm 2024 này, nếu có thời gian rảnh, đôi bên có thể tìm cách hâm nóng tình cảm, tạo thêm những kỷ niệm đẹp đẽ cho nhau, đó chính là chất keo gắn kết mối quan hệ hai người thêm bền chặt. Về mặt sức khỏe, đáng tiếc là tình hình sức khỏe của nam mệnh tuổi Nhâm Tý lại không quá lạc quan trong năm nay. Đa phần do chịu ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ, vì thế bản mệnh cũng cần hết sức giữ gìn, nếu không dễ vướng phải những hậu quả đáng tiếc. Dù công việc có bận rộn đến mấy, con giáp này cũng cần nghỉ ngơi đúng cách, đúng giờ, tránh bỏ bữa hoặc ngồi một chỗ quá lâu, bởi như vậy dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc dạ dày. Khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc, bạn cũng cần giữ cho đầu óc được tỉnh táo, tránh tình trạng lơ đãng hoặc mệt mỏi quá, dễ dẫn đến tai nạn, gây tổn hại cho sức khỏe.
Tốt nhất hãy sắp xếp thời gian biểu hợp lý để cơ thể không phải làm việc quá sức. Nếu có thời gian rảnh, bạn cũng nên chọn hình thức rèn luyện thể dục thể thao phù hợp với thể trạng của mình. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2024 dành cho nam mệnh Nhâm Tý, sinh năm 1972. Những người tuổi Nhâm Tý bước sang tuổi 53, người xưa có câu 49 chưa qua, 53 đã tới, bởi theo quan niệm nhân gian 49 và 53 là hai tuổi hạn nặng nhất trong cuộc đời một người. Nam mệnh gặp sao Thái âm, nữ mệnh thì gặp sao Thái bạch, mà Thái là quá, bạch là trắng chủ về tăng chế tai nạn xương cốt, âm là tối đen nước hiểm trở, chủ về ốm đau, dao kéo, sông nước, lại thêm hạn Diêm Vương với nam mệnh, gây ra nhiều trở ngại và va vấp với con giáp này. Tuy nhiên, nam mệnh sinh năm 1972 thuộc mệnh Mộc, trong năm 2024, vận trình có phần tốt hơn so với nữ mệnh một chút, vì sao Thái âm là một phúc tinh chủ về may mắn, có sao này chiếu mệnh thì tài lộc đủ đầy, công việc thuận lợi, tình cảm thăng hoa, sức khỏe dồi dào. Nếu có ý định triển khai đầu tư kinh doanh thì năm nay sẽ là thời điểm rất thích hợp. Cách kích hoạt cát tinh của sao Thái âm bằng phong thủy để có một năm may mắn tài lộc như sau. Đồ phong thủy nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, xanh dương. Đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu, xanh lá cây hoặc vàng, nâu. Nên tiến hành đầu tư kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản. Trong năm được sao Thái âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc. Vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành không vụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng, không ngại ngần giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. Chọn tuổi hợp làm ăn với Nhâm Tý để gia tăng may mắn đạt nhiều thành công như sau. Tuổi Nhâm Tý nam mệnh hợp làm ăn với các tuổi Giáp Dần, Ất Mão, Nhâm Tuất, Quý Hợi, Bính Ngọ, Đinh Mùi, Bính Tý, Đinh Sửu, vì những tuổi trên thuộc mệnh thủy. Khi kết hợp làm ăn với những người tuổi Nhâm Tý thì mới được sự hỗ trợ giúp sức cùng nhau làm ăn, có cuộc sống ngày càng thịnh vượng. Tuổi Nhâm Tý nam mệnh hợp làm ăn với các tuổi Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Giáp Thìn, Ất Tỵ, Bính Dần, Đinh Mão, Giáp Tuất, Ất Hợi thuộc mệnh hỏa thì có thể là bạn bè cùng nhau làm ăn được. Nhưng thường khi người sinh năm 1972 làm ăn với những người tuổi trên sẽ bị thua thiệt, cho nên người tuổi sinh năm 1972 thường sẽ làm cấp dưới hoặc trợ lý cho những người có tuổi trên thì công việc mới thuận buồm xuôi gió. Tuổi Nhâm Tý hợp làm ăn với các tuổi Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Mậu Tuất, Kỷ Hợi, Nhâm Tý, Quý Sửu, Canh Thân, Tân Dậu thuộc mệnh Mộc thì hai bên hỗ trợ làm ăn phát đạt. Tuổi Nhâm Tý kết hợp làm ăn với những người tuổi Bính Thìn, Đinh Tỵ, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Canh Tý, Tân Sửu, Canh Ngọ, tuổi Nhâm Tý là cấp trên của các tuổi trên thì vẫn phát tài phát lộc. Tuổi Nhâm Tý nam mệnh không nên làm ăn với các tuổi Nhâm Thân, Quý Dậu, Ất Sửu, Giáp Tý, Nhâm Dần, Quý Mão, Canh Tuất, Tân Hợi thuộc mệnh Kim, vì công việc làm ăn phần lớn bị thua thiệt nên tìm cách tránh né thì hơn. Cuối cùng là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Nhâm Tý nam mệnh trong năm 2024 này. Trong muôn vàn khó khăn của cuộc sống thì thái độ sống của mỗi người chính là màng lọc tinh thần, mà qua đó ta sẽ có những cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề khác nhau. Người tích cực nhìn cuộc sống bằng lăng kính lạc quan, người tiêu cực lại nhìn bằng con mắt chán trường bi quan. Thành công của mỗi người tùy thuộc rất lớn vào thái độ sống của người đó. Hãy giữ cho ô cửa tâm hồn trong trẻo thì tâm hồn mỗi người sẽ được bao trùm bởi sự lạc quan. Niềm tin cuộc sống, sự thân ái của tình người, thái độ sống tích cực sẽ giúp chúng ta có được niềm tin, sức mạnh, bản lĩnh, duy trì các mối quan hệ và giúp ta khám phá khả năng tiềm ẩn vô hạn trong chính mình. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội vàng giúp tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, nam mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc
giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.